Ronaldo và dàn sao rời bỏ bóng đá châu Âu Cristiano Ronaldo, David Beckham, Xavi nằm trong số những ngôi sao chấp nhận chia tay bóng đá châu Âu để tìm kiếm thử thách mới. Cristiano Ronaldo ký hợp đồng 2,5 năm với Al Nasser và hưởng mức thu nhập có thể lên đến 200 triệu euro mỗi năm bao gồm tiền lương, thường, các hợp đồng tài trợ và quảng bá thương hiệu của đội bóng. Al Nasser là câu lạc bộ thứ năm trong sự nghiệp của CA7. David Beckham chia tay Real Madrid và gia nhập LA Galaxy vào năm 2007 ở tuổi 31, mở ra làn sóng chiêu mộ những ngôi sao tên tuổi của các câu lạc bộ ở Mỹ. Sau Beckham, nhiều danh thủ cũng chọn MLS làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp như Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic hay Andrea Pirlo. Andres Iniesta đầu quân Viso Kobe ở giải G1, lịch sau khi chia tay Barca vào năm 2018. Ngoài Iniesta, đội bóng Nhật Bản còn chiêu mộ Lucas Podolski và David Villa. Iniesta giúp Viso Kobe giành hai chức vô địch cúp Hoàng đế và siêu cúp Nhật Bản. Alessandro Del Piero sang Australia thi đấu cho Sydney FC ở tuổi 37 vào năm 2012 anh là nhà vô địch World Cup thứ hai thi đấu tại Alex sau Juninho Paulista. Sau 48 lần ra sân, cựu tiền đạo người Italy ghi 24 bàn. Del Piero rời Sydney FC và gia nhập Delhi Dynamos vào tháng 8 năm 2014 trước khi giải nghệ một năm sau đó. Roberto Carlos cũng từng thi đấu cho Delhi Dynamos trong một mùa giải năm 2015-16 với tư cách cầu thủ kiêm huấn luyện viên, giúp câu lạc bộ vào đến vòng playoff. Ngoài Carlos và Del Piero, những Nicola Anelka, Robert Pires và David Trezeguet cũng từng chơi bóng ở Clarence Sidop sang Brazil thi đấu cho Botafogo ở giai đoạn cuối sự nghiệp sau khi chia tay AC Milan. Ông ra sân tại giải Brazil trong 2 năm, có 81 lần ra sân và ghi 24 bàn trước khi giải nghệ vào tháng 1 năm 2014. Oscar là bản hợp đồng đình đám của sang hai pot tiền thân là sang hai SIPG vào tháng 1 năm 2017, mở đầu cho làn sóng chiêu mộ ngôi sao tên tuổi của các đội bóng Trung Quốc. Sau Oscar, những Exo Excel, Excel Hau, Stefan Ensarawi, Musa Dimbo, Marouen Fellaini, Ezequiel Lavezzi, Ramayel và Paulinho cũng sang xứ tỷ dân chơi bóng. Andre Pierre ghi nhắc chia tay Ligue 1 sau 11 năm thi đấu cho nhiều câu lạc bộ khác nhau và gia nhập UANL Tigris, Mexico vào mùa hè 2015. Sau 7 năm, tiền đạo 37 tuổi này chơi 274 trận và ghi 154 bàn, trở thành một trong những tiền đạo hay nhất giải Mexico. Đồng đội cũ của ghi nhắc tại Marseille, Florian Tovan, cũng gia nhập UANL Tigris vào tháng 5 năm 2021. Fabio Cannavaro gây sốc si vì Italy khi quyết định gia nhập Anali ở giải UAE sau thất bại ở World Cup 2010. Ông chỉ thi đấu trong một mùa năm 2010 năm 11 và ra quyết định giải nghệ vào tháng 7 năm 2011 vì chấn Daniel De Rossi sang Argentina thi đấu cho Boca Juniors vào mùa hè 2019 sau khi chia tay Roma, nơi anh đã chơi hơn 600 trận trong sự nghiệp. Ở tuổi 35, De Rossi không để lại dấu ấn ở giải Argentina với chỉ 7 lần ra sân cho Boca Junior trước khi quyết định giải nghệ và trở lại Italy làm công tác huấn luyện. Xavi rời Barcelona và gia nhập Ansat Qatar vào năm 2015 ở tuổi 35. Tại đây, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha giành 4 danh hiệu và trở thành huấn luyện viên trưởng của đội sau khi giải nghệ. Xavi cũng trở thành đại sứ trong chiến dịch World Cup 2022 của Qatar.